Hello, Hoàng Dũng 091 xin chào đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha. Hôm qua thì mình có tạo hai cái ly thủy tinh, hai cốc thủy tinh. Hôm nay thì ngày 8 tháng 3 đi nhậu với mấy chị em phụ nữ, lỡ tay cụng bể cha đó rồi. Cụng bể rồi nha mọi người, thì buồn quá, mình đi về nhà. Mình lắp ráp ô tô nha mọi người. Đó, thì trên màn hình mọi người đang xem đó, mình lắp chiếc ô tô rồi. Thì sau khi mình lắp ráp xong rồi mình cho nó chạy thử, mà nó không chạy mà nó cứ quay lòng vòng như không nha mọi người. Rồi, thôi bây giờ mình đi vào thẳng vấn đề lắp ráp ô tô luôn nha mọi người. Và bây giờ trong tất cả mọi người chúng ta, nếu ai yêu thích công nghệ và thích lắp chiếc ô tô như trên màn hình mọi người đang xem đó nha mọi người, thì hãy cùng nhau thò tay vào túi móc chiếc điện thoại ra và chúng ta cùng nhau chia sẻ nha mọi người. Và mình cũng nói đây là phần 1 nha. Còn đây là mình chỉ mới lắp ráp thôi, còn cái phần mà cho nó chạy ấy, thì sẽ sang phần 2 nha mọi người. Và rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ nha. Và ok, đây là giao diện làm việc quen thuộc của BCLAT nha mọi người. Ta đích vào dấu cộng nè. Và bộ sưu tập có gì chơi nấy nha. Và bộ sưu tập mở ra luôn nha. Đó, bây giờ ở đây ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. Đó, thì 7 thứ này để mình ráp thành một chiếc xe nha mọi người. Thì ai thích thì làm những chiếc xe như vậy thì vào Zalo mình gửi cho hình ảnh này nha. Đó, thì ở đây mình tích vào một cái chiếc xe, mình đem cái, nói chung bây giờ mình lấy cái sườn trước đây rồi mình ráp sau nha. Đó, ta tích vào cái sườn xe. Đó, vậy ha. Rồi ok nè. Kéo này lại cho nó một chút xíu đi. Đó, ta có một cái sườn xe như vậy nha mọi người. Ok nó. Đó, thì bây giờ nó đây, nó là đây nha. Rồi ok nó, để nó đứng đó đi. Không có gì xảy ra hết ha. Rồi, sau khi đưa cái hình cái sườn xe xuống dây rồi ha, ta để đứng đó đi. Ta lại cuộn đến cái tính năng này nha. Đây. Cục tẩy đây nha. Ta xóa bớt đây nha mọi người. Đó, ta xóa bớt cái này nha. Thì cái xóa bớt cái này, xóa thì nó như vậy đây nha. Rồi ta xóa bớt cái này đi. Kéo này cho nó về sát xuống. Kéo này cho nó bự ra cũng được. Và cho nó lớn ra. Ta xóa cho nó lẹ, xóa chỗ này thôi nha. Đó. Ở đây. Kéo này cho nó sát vào một xíu. Rồi ta xóa ha. Ta xóa sạch phần này. Và chỗ này ta xóa một xíu nè. Kéo ngang qua nè. Đó. Rồi ok, sau khi xóa xong, đồng ý cho nó. Và bây giờ ta cái sườn xe ta đã xóa như vậy rồi nha. Rồi tiếp đến ta lại vào dấu cộng nè. Và bộ sưu tập tiếp nha. Đó. Bây giờ ở đây mình có một cái mỏ lết nha mọi người. Mở bộ sưu tập ra. Ở đây mình có cái mỏ lết nữa nè. Ta lết vào nè nha. Đó, mình cái mỏ lết này đây nha. Rồi. Về cơ khí mà ráp xe phải có mỏ lết nha. Ok nó. Bây giờ ở đây mình có một cái mỏ lết này nha mọi người. Đó, để đứng đó đi nha. Ta lại vào đây tiếp nè. Bây giờ ta xóa nha, xóa bỏ cái này đi nha. Kéo này bự lên, kéo lớn lên. Ta xóa bỏ cái phần này đi. Đó. Phần đầu này nha. Rồi ok, sau khi xóa xong thì ta xóa cái phần đầu nó về nó nhầy nha mọi người, đồng ý nó. Rồi bây giờ ta con chỉnh nè, ta con chỉnh ta đặt vào đây, đó, ta đặt vào đây nha. Có thể ta kéo nó ra một tí xíu, đó, ta đặt vào đây nha, đặt ngay ngắn nó vào đây nha. Đó, bây giờ mọi người thấy chưa, ta ráp từ từ đó nha. Rồi có thể ta để cho nó đứng đó đi, ta lít vào, ta khóa nó lại đi. Thì bây giờ cái hình chiếc xe ra, cái sườn xe ta còn nhỏ nè, ta cho nó lớn ra đi, lớn ra một tí xíu. Cho nó dài ra cũng được đó. Đó, mọi người con chỉnh làm sao vậy cho nó mới đẹp nha. Đó. Ok. Rồi tiếp đến ta lại vào dấu cộng nè. Phan ta khóa này lại đi, khỏi nó chạy nữa, ta đã cần nó rồi. Thì ta vào dấu cộng nè. Vào bộ sưu tập tiếp nè. Đó. Ta lượm từng món ra ta ráp nha mọi người. Vào bộ sưu tập. Đây. Tiếp đến ta vào đây. Rồi bây giờ mình có cái này nha. Kéo nó về. Kéo nó về đây cho nó nhỏ lại. Để ta dễ làm việc nó giống gì hết. Rồi ok nó. Rồi nó đâu mất tiêu rồi. À đây. Đó. Ta cho nó xoay lại tí xíu. Nhỏ lại. Đó. Ta đặt nó đây. Xoay lên. Có nghĩa là mọi người xoay đặt nó. Bây giờ nó lớn quá nè. Đó. Xoay đặt ở đây nha. Rồi và ok, bây giờ thì ta có một chiếc xe như vậy nha. Đó,
Rồi ta lại vào đây nha. Ta lại vào lại ở đây. Ta tích nha. Đó ta tích. Đó, hai cái này, hai cái chìa khóa này là thành một nha. Ok đó. Rồi, bây giờ ta lại vào đây. Khóa nó lại. Khóa hai thứ này lại. Để đứng đó. Để đứng đó nha. Rồi, và bây giờ ta có hai cái hình vậy. Sau khi khóa lại xong ta ẩn nó luôn đi nha mọi người. Ẩn nó luôn đi nha. Đó, để ta làm việc với cái nền khác. Thì ta lại vào bộ sưu tập nè. Đó. Mở bộ sưu tập ra. Đó. Ta lấy từng món ta ra ta ráp nha. Đây, lít cả bánh răng đây. Ok đó. Giờ nó lớn quá ha. Ta cho nó nhỏ lại. Rồi tạm thời là vậy nha. Rồi ta vào đây. Ta cần cho nó giữ lại nha. Đó, cần cho nó giữ lại. Nhưng mà cái này nó có bị lệch một tí xíu nha. Ta cần, tạm thời cần ở giữ lại. Đứng đó đi. Nha. Ok đó. Tại cái hình ở ngoài mình đưa vô. Rồi tiếp đến. Đó, ta lại vào sáp nè. Vào đây. Biến cho ta hình tròn. Cho nó nhỏ lại để ta cắt bớt cái này nha mọi người. Đó, cần chỉnh cái này ta cắt bớt cái này nha. Rồi sau khi đặt vào đây đồng ý xong. Đồng ý cho nó luôn. Khóa nó lại. À, cho nó không chạy tùm lum nữa. Rồi tiếp đến ta lại vào sáp nè. À, kéo cái thanh này lên. Kéo thanh này nó hết về. Cuộn lên. Tới đây. Ta kéo cho nó lên. Thì nó sẽ là thành hình đen màu, vòng tròn màu đen đây nha. Đó, nó cái vòng màu đen đây. Ta cho nó cái nét nó lớn ra tí xíu nữa cũng được, cũng chả sao. Ta cuộn lên. Kéo qua đây ta biến cho nó thành màu trắng. Nha, ok đó. Rồi bây giờ ta kéo cái vòng trắng này nha. À, kéo vòng trắng này để cho nó cắt bớt ha. Nó cắt bớt cái bánh, cái răng này này. Tại vì mọi người thấy nha, cái răng của ta là đó, cái răng, cái bánh răng ta chưa có đều. Cắt bớt cho nó đều nha. Rồi và sau khi đó con chỉnh cho nó đều như vậy xong ta tích ba chúng nó lại nè. 1 2 3. Tích lại nha. Rồi, chúng nó ta được ta tích là ta nằm ở đây. Đây nha. Ta tìm đến tính năng này đây nha. Ta lít nó vào. Và bật nó lên. Rồi giờ ta cắt bớt nó đều rồi ha. Kéo này hết lên. Ok đó. Tiếp đến ta lại vào sáp nè. Ha. Cuộn lên. Biến cho nó thành màu đen. Rồi ta cho nó nhỏ lại. Tích nó vào trong đây. Đó, bỏ nó vào trong đây nha. Ok đó. Tích hai cái bánh răng. Ha. Là cái sáp ta mới làm lại thành một nè. Ok. Rồi. À, thì bây giờ ta được một cái vòng đăng như vậy nha. Rồi ta cho nó nhỏ lại, ta đưa nó lên đây đi ha. Tiếp đến ta vào lại ơ rồi. À, ta mở ẩn của cái hai cái hình ta ra nha. 1, 2. Đó, ta mở ẩn ra để ta làm việc nha. Ta đặt nó vào đây. À, đặt cho nó ngay ngắn cho nó đẹp nha. Rồi tiếp đến ta lại vào sáp nè. Nha. Vào hình tròn. Đó, ta cắt bớt cái chỗ cái đầu bánh răng này nha mọi người. Đó, ta cắt bớt cái này đi nha. Ta cho đó, ta kéo nó ra. Cắt bớt cái này cho nó tròn tròn nó mới đẹp nha. Rồi ok nó luôn. Rồi. Ta khóa hai này lại nè. Đó, để cho đứng nó khỏi chạy đâu nữa. Đó. Tiếp đến ta lại vào sáp nè. Đó. Cho nó cái hình vuông. Kéo này nó lớn ra. Ta cho nó này nó xoay lại một tí xíu. Nó cắt xiên xiên này tí xíu nha. Đó, nó cắt xiên xiên theo cái loại cái này mới đẹp nha. Đó, cắt xiên xiên theo cái này nè nha mọi người. Rồi và sau khi đặt xong, ta tích ba chúng nó lại luôn nha. Tích vào đây, tích ba chúng nó lại thành một luôn. Ok. Và ok, sau khi tích chúng nó lại xong thì nó ra đây nha mọi người. Ta lít vào đây. Bật này lên. Kéo này nó về hết đây. Ok đó. Giờ thì ta được một cái hình như vậy nha. Rồi ta lại vào đây. Khóa nó lại luôn nha. Đó, để nó không chạy tùm lum nữa. Rồi và tiếp theo này, ta vào sáp này nha. Đó, ta lại vào sáp. Ta cho cái này nó nhỏ lại đi. Đó, cho cái thanh này nó nhỏ lại tí xíu. Ok đó nha. Ta kéo ha. Kéo ta đặt cho nó xiên vậy nó mới đẹp nha. Nó xiên nó nhỏ vậy. Đó. Kéo nó lớn ra tí xíu đi nha. Cho nó nghiêng qua cái góc này. Đó. Chút nữa mình bỏ cái thanh kia vô nó mới đẹp. Đó, ta đặt cho nó nghiêng về nha. Rồi bây giờ này, ta tích ha, ta tích cái bánh răng với lại cái sáp này nha. Ok. Rồi ta lại tìm đến đây, ta cắt bớt cái chủ yếu ta làm là ta cắt bớt cái đó cho nó đó, nó cắt ra cho nó xuyên vậy nha. Đó, ok vậy. Rồi ok đó. Rồi ta lại vào
sáp nè, không? Ta cho tiếp nó một cái sáp đen. Ta đưa nó vào trong đây luôn. Đó. Rồi ta tách hai cái này thành một luôn. Cho nó đứng đó đi, cho nó yên đứng đó đi nha. Rồi ok. Đó thì bây giờ ta được như vậy rồi ha, ba cái hình như vậy rồi, ta khóa nó lại đi. Khóa hết nó lại nha. Ok, để đứng đó. Tiếp đến ta lại vào sáp nè. Rồi, ta cho cái này nó nhỏ lại. Kéo này nó cho nó dài ra tí xíu đi. Không sao. Ok đó. Rồi. Ta đưa cái thanh này nè, đó, cho nó ngay với cái thanh này, đó, nó bằng với cái này nha. Rồi ta cho nó nhỏ lại một tí xíu, đó ta cho nó nhỏ vừa thôi. Ta làm cái thanh này cho nó vừa thôi cỡ này nha. Đó. Rồi và bây giờ để tạm thời cái thanh này ta đứng đây đi, ta khóa nó lại luôn nha. Đó. Rồi ta lại vào sáp nè. Ta cho cái này nó dài ra. Nhỏ lại. Ta làm một cái thanh nó nằm ngang đây nha. Đó, cho cái thanh này nằm ngang đây. Ok nó đi. Rồi ta còn chỉnh nó sao. Hai cái thanh này thì mọi người phải làm cho nó bằng với nhau nó mới đẹp nha. Và rồi ok nè, thì bây giờ đến đây là phim cũng gần kết thúc nha mọi người. Thì đã đến đây thì mọi người đã quá dễ dàng rồi ha. Đó ok. Thì bây giờ ta lại vào đây nè. Đó. Thì ta tích hai cái sáp này lại. Đó. Ta tích hai cái sáp này lại nè. Một cái hai cái. Ha, tích hai cái sáp này lại. Đó, thì bây giờ ta biến cái sáp này thành màu đen. Đó. Ok. Rồi. Rồi và sau khi biến cái sáp này thành màu đen xong, đó. Bây giờ mọi người thấy này, cái đầu này nó còn ló lên nè, cái đầu này nó ló xuống dưới nè. Đơn giản. Đó. Ta vào đây, khóa nó lại đi nha. Ta cho nó một cái sáp màu trắng. Kéo nó ra. Cho nó nhỏ lại. Rồi ta cắt nha. Đó, cắt xét cái mí này. Sở dĩ ta kéo cái sáp ta dài ra để cắt xét cái mí này cho nó khỏi bị ấy nha. Đó, ok. Cắt một cái này trước. Đó, nếu mọi người làm không quen thì cắt cái này trước. Thêm tính năng này bật lên. Mọi người thấy chưa? Đó, khi mình kéo mà nó còn bị một cái góc này nữa, thấy chưa? Đó, nó lòi ra về nó không đẹp nè, thấy không? Ta xoay nó lại. Trở lại. Thấy không? Và ta đẩy cái sáp trắng này lên một tí xíu đi. Rồi ok. Ta lại tích lại ha. Cắt cho nó bằng nó mới đẹp nha. Ok, bây giờ đó mọi người thấy đã cắt cái lần này quá bằng. Kéo ra. Đó, ok đó. Bây giờ cái đầu này còn thừa nè, đó dưới đây nè. Đó, thấy không? Rồi bây giờ ta cắt tiếp cái thằng này ha, cắt tiếp thằng này bằng cách cắt này mà cắt bằng nữa nó không đẹp, thấy không? Ta lại vào sáp nè, biến nó thành hình tròn, ta cắt nha. Biến nó thành tròn ta đặt vào đây. Đó, ta canh cắt cái đầu này cho nó cong cong vậy nó mới đẹp nha. Đó, nó cong theo cái đường này luôn nha, nó cong theo cái thằng này cong lên nha, nó mới đẹp nha mọi người. Ok. Rồi giờ ta tích lại. Cắt tiếp nó một lần nữa nha. Ok, đó bây giờ mọi người thấy không? Cái lần nó cong lên, nó cong theo này đẹp chưa? Đó, nó phải cong như vậy nó mới đẹp nha. Nhưng ở đây nó còn thừa cái cây này mọi người thấy chưa? Nói chung là làm cái bi xà lách này, làm cái này rất tỉ mỉ ha, là mới đẹp nha. Rồi ta tích vào đây. Thì nó rất là đơn giản, ta tích vào đây cái đã. Rồi ta khóa lại một lần nữa đi, nó còn khỏi chạy. Rồi tiếp đến, đơn giản. Ta vào sáp nè. Ta cho nó một cái hình vuông nhỏ thôi. Đó. Đủ cắt mày rồi, đó thấy không? Đó, đây. Xong. Tích hai cái này lại vào đây. Rồi cắt nó một lần nữa thôi. Thấy không? Vào đây. Ok. Thấy không? Kéo này lên. Rồi. Đó bây giờ ta được một cái hình như vậy. Thấy chưa? Ta đã cắt hết rồi. Đó mọi người ha, mọi người cắt ha, đó cái nó dày nó mới đẹp chứ còn mình cắt thẳng ra nó không đẹp nha mọi người. Nói chung là làm cái trong cái bisilat này ta phải tự sáng tạo ra ta cho nhiều. À, đó. Rồi sau bây giờ cắt xong. Ta cho nó cái sáp. Biến nó thành màu đen. À, rồi biến nó thành màu đen. Ta cho nó nhỏ lại.
cho nó nhỏ lại nha mọi người. Ta tích ở qua đây, ta tích cái sáp này sát vô trong đây, trong góc này luôn. Ok. Rồi tiếp đến ta tích cái thanh này và là cái sáp này lại thành một nha. Cái sáp đen ta mới tích lại thành một. Rồi, đơn giản. À, đến đây là ta đã bộ phim ta đã gần xong rồi. Thì bây giờ ta viết chữ, ta viết chữ ta lên đây thôi. Ví dụ như mọi người viết cái văn bản gì đó, mọi người viết văn bản gì đó, ta lên đây. À, đơn giản là thế. À, rồi bây giờ nè, ở đây mà mọi người thấy nè, một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, bốn thành phần nha. Ta chưa có gom lại gì hết. À, ta để đó. Rồi tiếp đến viết văn bản thì ta vào đây. Ở đây văn bản mọi người muốn viết văn bản gì ta đưa xuống đây cũng được. Đó, đại khái là vậy. Thì đến đây là mọi người quá ok rồi đúng chưa? Thì khi viết văn bản rồi đưa lên thì cái chuyện đó nó quá đơn giản rồi. Ví dụ như mình viết cái dịch vụ của mình. Rồi ta vào, ta thay đổi phông chữ, ta bằng bất kỳ phông chữ nào ta muốn thích thì ta vào, ta thay nó nha. Rồi đại khái lấy phông chữ này. Rồi ta cho nó lớn ra cái việc sắp xếp phông chữ đây, tùy theo đó. Ở đây đó mình làm rồi mình gợi ý để mọi người làm nha. Đó thì chẳng hạn như cái việc sắp xếp phông chữ tùy theo mọi người muốn viết văn bản muốn gì, sắp xếp số điện thoại cũng gì đó, đại khái là ví dụ ở đây. Xong rồi thì bây giờ ở đây ta cho thêm một cái dòng chữ gì nữa chẳng hạn nè, rồi ta vào đây hay ta muốn copy nó lên cũng được, thấy không? Cái này là quá đơn giản, copy nè. Sau khi copy ta được dòng chữ nữa là ta vào đây nè, ví dụ ta sửa cái văn bản của ta gì đó, ta sửa chẳng hạn như mình viết là Hoàng Dũng đi, ví dụ ha, Hoàng Dũng. Ok. Đó, rồi ta đặt nó xuống đây. Tùy cái này là tùy theo sắp xếp của mọi người thôi. Đó. Rồi. Có thấy chưa? Đó, tùy theo. Ta cho nó nhỏ lớn thì tùy theo. Đó, ta có thể ta đặt bằng cái thanh này ha. Đó, cho trong cái logo của ta nó xịn sò hơn. Thấy chưa? Đó, rồi bây giờ cái việc ví dụ chẳng hạn như còn thiếu gì, thiếu số điện thoại ha. Thì số điện thoại. Đó. Tùy cái này tùy theo mọi người sắp đặt nó thôi nha. Đó. Rồi ví dụ như số điện thoại. Cái này thì mình cho nó cân chỉnh ra, mọi người làm thì cân cho nó đẹp chứ mình làm được một tới đây thì tới đây rồi thì phim cũng đã chấm dứt, cũng gần đã chấm dứt rồi nha mọi người. Thì bây giờ số điện thoại nè. Bây giờ ta vào đây. Rồi ta viết thêm số điện thoại ha. Ví dụ như số điện thoại của mình bao nhiêu đó, đại khái ha. Ok. Rồi. Ta muốn thay đổi cái số điện thoại này, cái gì đã thay đổi, ta không muốn thay đổi thì xin lỗi, ta muốn thay phông chữ thì ta thay phông chữ, ta muốn thay phông chữ thì thôi. Đó. Rồi ví dụ thay phông chữ thì ta vào đây. Cái việc này là quá ok với mọi người rồi, mình cũng không còn nói nhiều hơn nữa. Tới đây là phim cũng đã gần chấm dứt rồi ha. Đó. Nó ngắn quá, nó khít quá, ta cho nó dài ra một chút xíu. Đó, cho nó giãn ra. Đó. Nói chung là cái việc sắp xếp đây là tùy theo mọi người sắp đặt nó thôi nha. Đó, mình làm đến đây là gợi ý mọi người làm rồi. Rồi, còn cái việc thay màu nó nha. Bây giờ cái việc thay màu đó thì bây giờ mọi người ở đây á, nếu mà ta như vậy là ta tới 7 thành phần, 7 phần ta phối màu cho nó tới 7 phần, thấy không? Thấy không? Đó, nó 7 phần thì bây giờ chẳng hạn như ta phối màu trước nè, ví dụ như ta lấy cái sườn xe đi, ta phối màu trước nè, thấy không? Ta lấy cái sườn xe thì ví dụ như đó ở đây và bộ sưu tập nè, rồi đây mình cái hình này đó, mọi người muốn tải nó về thì alo mình đó. Đây đó, ta thay đổi một cái nè, cái sườn xe nè, ta thay đổi sườn xe. Tiếp đến ta thay đổi cái này ở dưới bánh xe nè. Đó, nói chung là mọi người muốn tới đây là mọi người muốn chọn thay đổi màu gì thì thay đổi, ví dụ màu này ha. Ok đó, rồi đó, đại khái ha. Nó rất là đơn giản rồi, chẳng hạn như tới cái thành. Ta muốn màu nào cũng được, ta không muốn lấy ở trong hình thì ta vào đây. Đó, ta thay đổi bằng bất kỳ một cái màu gì ta thích, đại khái là vậy. Ví dụ mình lấy một ví dụ đi ha. Đó. Ok rồi, tiếp đến ví dụ như tới cái chữ, ta muốn chữ ta đổi màu chữ nào cũng được, ví dụ như chữ này ha. Rồi đây ta đổi màu cho nó lại thôi, cái việc này thì quá đơn giản đó. Bây giờ ta muốn tô thêm cái này cho nó vàng đậm gì tùy theo, ta vô đây ta phối màu đó. Ok đó, rồi ok tiếp đến ha, ta thay đổi cái chữ dưới này đó. Thì bây giờ chẳng hạn như là ta muốn đổi cái màu nào cũng được đó. Đại khái là màu này ha. Màu này tùy theo mọi người đó, ví dụ đi ha. Rồi tới cái chữ số ha, ta muốn cho màu nào cũng được
ta không muốn cho màu nào thì ví dụ chẳng hạn như là ta vào bộ sưu tập ta lấy màu ra ta đổi ta thay nó cũng được, còn hoặc là ở trong đây chuyện nó quá đơn giản. À, ví dụ như bộ sưu tập nè, vào bộ sưu tập thấy không? Ví dụ như ta lấy cái màu này đi, rồi đổi cho nó dây đó, cho nó đỏ đỏ gì, nó ửng ửng gì nó mới đẹp đó. Ok, rồi tiếp đến cái bánh răng thấy không? Cái bánh răng ta muốn đổi màu cho bánh răng màu gì cũng được. Nói chung là ở đây tùy theo mọi người phối màu đó nha. Đó, muốn phối màu gì ta phối màu đó. Bật nó lên. Đại khái là vậy ha. Hoặc là vậy, tùy theo. Ok. Đó, thì sau khi mà phối màu xong hết rồi. À, sau khi phối màu xong hết, đó, phối 7 thành phần của màu xong hết rồi thì ta tích nó lại. 1 2 3 4 nè. 5 6 7 đó. Mình chia ra 7 cái để mình phối màu nha mọi người, mình không có gom. Bây giờ bắt đầu phối màu xong mình mới gom nè. Ok chưa? Đó, sau khi phối màu xong thì ta được hình như vậy. À, quá ok chưa? Đó. Rồi. Bây giờ tiếp đến nè. Ta lại đây, ta lại vẽ bộ sưu tập nha. Mở bộ sưu tập ra. Ta lót cho nó một cái nền màu này. Đó, ok chưa? Rồi. Thì bây giờ công việc của ta tiếp đến là gì? Ta vào 3D. Ta vào 3D nó căn chỉnh nó thôi. Đâu 3D đâu. Rồi bật 3D lên. Đó. Căn chỉnh nó thôi. Rồi và ok, sau khi căn chỉnh xong là ta được một hình như vậy. Quá ok chưa mọi người? Đó, thấy không? Căn chỉnh xong ta được một cái hình. Đó. Rất ok. Thì bây giờ còn cái việc gì nữa, ta chỉ là vào đây. Đó, ta lưu nó lại thôi. Rồi chọn với chất lượng cao. Đó. Lưu. Rồi và sau khi lưu xong, đó, ta chia tay với em Bichelab. Rồi ta thoát ra, ta tìm đến bộ sưu tập. Bộ sưu tập đó rồi. Đó, bộ sưu tập đây. Rồi ta mở lên, đây. Đó. Hình ta mới làm ở đây nha mọi người. Quá ok chưa? Đó, quá ok và chỉnh sọ mọi người. Đó. Rồi, và ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Thì cái công việc mà làm những cái hình và logo vậy thì nói chung nó cần cái sự mà tỉ mỉ một xíu. À, là cái hình của ta mới đẹp nha mọi người. Và rồi ok, bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, ta, nói chung là cái việc sắp xếp này tùy theo mọi người sắp xếp thôi. Thì ta làm logo thì cần phải có thêm cái sáng tạo nha mọi người. Rồi ok.